Cứ đều đặn mỗi ngày, những chiếc xe rửa đường như thế này đã dần quen thuộc với người dân Hà Nội sau 3 năm vắng bóng. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý kế hoạch tưới nước rửa đường của 30 quận huyện thị xã với mục đích giảm thiểu bụi bẩn và giải nhiệt ngày nắng nóng. Thành phố cũng yêu cầu việc rửa đường tuân thủ nguyên tắc đảm bảo vệ sinh môi trường, không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút bụi và không tưới nước rửa đường trong những ngày mưa. Tôi cảm giác nó cũng giảm được đi nhiệt độ một phần này, lại cộng thêm là kiểu như là bụi nó cũng sẽ ít đi này. Theo tôi là cảm thấy như thế. Tôi vẫn muốn là kiểu như độ khoảng 1-2 tiếng thì phun một lần không sao đâu, mà không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có người dân tham gia là người ta được hưởng lợi nhiều. À, theo chúng tôi là được hưởng lợi nhiều là từ cái được mát mẻ, nhiệt độ nó hạ đi nhiều. Theo tôi thì cái việc đi rửa đường này thì liên tục một ngày cho khoảng 4 lần là tốt nhất, vừa mát đỡ bụi. Kinh phí rửa đường năm 2020 của thành phố Hà Nội lên đến hơn 114 tỷ đồng từ ngân sách. Trong đó, quận Cầu Giấy dự kiến chi cao nhất với gần 11 tỷ đồng. Huyện Ba Vì đứng thứ hai với 7,8 tỷ đồng. Huyện Đông Anh thấp nhất với gần 500 triệu đồng. Mỗi khu vực có tiêu chí rửa đường riêng. Quận Hoàn Kiếm rửa đường 3 lần một tuần, phục vụ không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận. Trước đây, Ủy ban Nhân thành phố cũng là rất là quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trong đó là có đầu tư về những cái xe hút bụi. Thì để cũng với quan tâm là công tác cơ giới hóa thì có thể là thay thế được công tác tưới rửa đường. Nhưng mà sau một thời gian thực hiện thì chúng tôi cũng có nhận thấy là thứ nhất là cái hạ tầng của mình nó không đồng bộ. Thì một phần quét hút cũng không có thể là quét hết bụi được. Thì tôi hơn hay hết thì tôi nghĩ là cái công tác tưới rửa đường và để chống bụi thì qua thực tế chúng tôi đã thử nghiệm thì có thể là thấy là có thể giảm được cái nhiệt độ trên đường. Đầu năm 2017, Hà Nội đã dừng việc tưới nước rửa đường thường xuyên sau khi thành phố mua 50 xe hút bụi rác của Đức để phục vụ công tác vệ sinh đường phố.